Xin chào quý vị khán giả, em tên là Lê Tấn Lợi, hôm nay em 26 tuổi, em đến từ Long An. Và công việc của em hiện tại là hai vợ chồng đang làm YouTube và bán khô gà. Đây là vợ của em ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quốc Thịnh. Dạ, nói lớn. Chào chị luôn đi em, chị đi nha. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thu Tần, em sinh năm 1994. Em hiện tại em ở Long An nè. Công việc hiện tại của em là ở nhà nội trợ và buôn bán hàng online. Rồi, bây giờ cho anh hỏi là hai em cùng ở Long An. Vậy anh đoán nha, có phải là hai em là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ cái thời mà đi học, từ cái thời mà ở chuồng tắm mưa, đúng không? Dạ không, ở chuồng tắm mưa là lúc đó chưa gặp đâu. Chưa gặp? Dạ, tụi em quen nhau thì hình như học lớp 11 hay lớp 12 gì ạ. Là 2011 đến nay. Cái lần gặp nhau đầu tiên là ở đâu? Dạ thì cái lần gặp nhau đầu tiên thì hai vợ chồng em thì gặp ở đám cưới. Đám cưới có một người bạn. Sau đó thì em xin số cái thằng bạn em, nhưng mà nó cho số điện thoại. Xong rồi em tối về em nhắn tin. Em nhắn đã đợi tới khúc cuối là cho lộn số điện thoại nhỏ bạn của vợ em. Nhưng mà là em thích Tùng đúng không? Lúc đó em chưa có thích gì hết trơn á. Dạng như thằng bạn em nó bảo là có con nhỏ này là nó thích mày nè. Tức là Tùng thích em trước. Dạ đúng rồi. Không? Lúc đó là bạn em nói là em đi đám cưới đi, có mời ca sĩ Chu Bin về. Cái em mới lại, lúc đó em lại tới đám cưới, cái em mới còn nói ôi ai hát hay quá vậy. Cái bạn em mới chỉ là lại dạ là lúc đó có ấn tượng luôn à. Vậy hả? Lợi còn nhớ cái bài đó không? Phải xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Ngày mai lỡ nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau rồi thì thôi. Hay quá, trời ơi. Bạn này là cái bạn mới làm một cái MV mà giọng bạn rất là hay. Rồi sau đó thì như thế nào? Rồi sau đó bạn em mới dẫn đi karaoke. Em nhớ lần đầu là hai đứa đi hát karaoke mà vô hai đứa bằng tuổi mà còn nít. Lúc đó thì tụi bạn em xưng là bạn này rồi tớ rồi cậu hay này. Còn em vô thẳng vấn đề, em kêu là anh em luôn. Dạ em bảo là anh với em cứ ngồi còi tím nghe em hát. Rồi sau đó thì tình cảm của các em phát triển như thế nào? Thì nói chung là tụi em quen nhau thì nó cũng không có được gần. Tại vì vợ em thì ở Long An, còn em thì ở huyện Châu Thành, cách nhau tới 15 cây số. Nên là gặp nhau thì vợ em thì lâu lâu cúp tiết trốn học xuống chơi với em thôi. Tại vì lúc đó là vợ em đi chiếc xe mắt, còn em là chạy đạp điện. Nên là em vòng lên Long An thì về sợ hết điện đạp chết. Nên là vợ em đi xe máy thì xuống dưới Tàm Hẹp. Trời ơi, mà mỗi một ngày như vậy chạy xe xuống tuốt ở dưới Long An. Dạ, là cái tình yêu của em dành cho chồng em là mãnh liệt quá đúng không? Dạ. Cảm giác giống như em thương chồng em hơn là chồng em thương em á. Dạ. Rồi có dịn vào cái điều mà biết làm em thương mình quá cho nên là hay làm nư rồi hay kẹo trơn đồ này kia nổi dạ cũng có. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau và đều chia tay vậy. Đòi chủ động đòi chia tay. Trời ơi, mà có chia không? Em với vợ em chắc cả trăm lần rồi ạ. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú thật là đàn ông. Nhưng mà các em lúc đó là còn đi học. Vậy thì cái tình yêu nó nảy nở như vậy. Rồi gia đình hai bên có biết không? Dạ gia đình lúc đó chưa biết ạ. Cái lúc mà em quen vợ em là có, em nhớ có cái đợt mà đi chơi về hai đứa giận nhau á, là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra hàng lỗi lần nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi. Là bỏ chạy rồi đó. Em chạy. Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Tức là cha vợ khó tính lắm hả? Không, cha bây giờ thì em sống chung với cha thì cha rất là dễ. Lúc đó là em sợ cha, đúng không? Dạ, lúc đó thì sợ, tại vì chưa biết mặt cha ra sao nữa mà. Lúc đó là chỉ quen lén lút nít mà. Mà sợ cha như vậy, vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau chắc lén lút lắm không? em kể cho anh Thượng nghe. Lúc là em, lần đầu mà hai tụi em mà hẹn hò là hẹn ở Bà Kè. Cái lần đó là em thiệt em ấn tượng, chắc em nhớ tới già luôn á. Bữa ổng đi ngồi Bà Kè xong rồi kiểu như là nói chuyện rồi cái em cũng muốn tập hung. Hai đứa tính chuẩn bị hung, nhắm mắt nhắm môi chuẩn bị hung cái ở sau lưng có ông già. Ông già ông xin ăn. Ông bảo là gì cả, cô cậu có tiền không cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì em đang vô trớn cái cũng ngưng lại chút xíu, mất trớn móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này em thề luôn. Trời ơi rồi hai đứa em mất hướng nhìn nhau rồi cứ như bị đứng hình luôn. Em không biết sao mà ổng lại nói như vậy. Cuộc đời trái ngang ghê. Rồi sao bữa đó là về luôn, quê luôn, mất hứng đúng không? Dạ quê tèo. Rồi cái tình yêu sâu đậm đến với hai em đó là
Sau đó là bao lâu? Khoảng hơn 2 năm á. 2 năm sau? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó đã sâu đậm luôn là khoảng thời gian là hai vợ chồng em bán trà sữa ở quán Dĩ Hè. Từ cái lúc mà bán trà sữa với nhau là mới có tình cảm nhiều hơn hả? Cho anh hỏi nè, tụi em còn quá nhỏ nhưng mà đi ra kinh doanh như vậy thì anh muốn biết là nó có nhiều những cái kỷ niệm hay là có nhiều cái vất vả gì không? Dạ nói chung thì cũng có vất vả, nhất là khúc trời mưa, tại mình bán ngoài trời mà đâu có cái gì để che đâu mà. Thì nếu mà mưa khách tới thì khách bỏ đi về, tụi em vô xe trà sữa trú mưa trong đó. Rồi đến một cái giai đoạn mà anh Lợi này, tôi nhớ có thời gian là ảnh rần rần ở trên mạng. Đó anh được mệnh danh là hot boy nữa. Hot boy trà sữa, vậy thì có nhiều cô gái đến thì lúc đó làm sao? Em dạ hình như là biết có vợ rồi hay sao nên không có ai để ý tới hết. Trời ơi, tất cả các tài khoản của em là biết mật khẩu hết trơn à. Sẽ xóa hết tất cả những cô gái đẹp. Không bao giờ em nhắn tin được với ai cả. Biết là em cũng làm biến nhắn. Sao anh nói tới chuyện đó mà sao em bức xúc quá vậy Lợi? Nói sao cuộc đời em trái ngang quá vậy? Trời ơi dạ. Đó, coi như em đã bị phong tỏa từ dạ, đúng năm rồi. Em lớp 11 cho tới thời điểm này đúng không? Dạ. Phong tỏa toàn bộ, mặc dù mình là hot boy. Bây giờ mình lấy cái móc ra, cái móc mà hai em mở trà sữa. Cho đến khi các em cưới nhau thì là bao nhiêu năm? Gần 3 năm mới cưới. Lúc mở bán đề đường là tới cưới là gần 3 năm. 3 năm. Rồi có con chưa nè? Dạ. Đã, nói tới chuyện này thì nó cũng có một cái biến cố. Dạ, hai tụi em thì cũng đã từng có một cặp song sinh. Dạ, nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi. Thì tự nhiên cái bữa đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ ói à. Gì đó? Là em bé đã thò chân ra ngoài rồi nên là không giữ được. Vậy là mình bị sanh non đúng không ta? Dạ đúng rồi, sanh non hả? Là bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng một năm á. Đúng một năm. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao hay là do cái thành bụng của mình nó mỏng rồi bám không được hay sao hay là dạ lo thành cái thành tử cung của em ngắn quá là không giữ được hả? Chắc là do sanh đôi. Sanh đôi. Dạ đúng rồi. Trong cuộc đời em chưa bao giờ mà sợ như cái lúc đó luôn. Tại vì khi mà đưa vợ em lên tới bệnh viện á, thì vào nói chuyện với bác sĩ mới bảo là sanh như thế này thì cái dấu hiệu mà bị băng huyết á. Em nghe tới câu đó là em sụi rồi. Em cái chân em đứng không nổi nữa. Em sợ vợ em mất luôn. Nên là nói tới giờ lúc đó là em rất cực kỳ là khó chịu, rất là buồn. Mà em khóc mà bệnh viện nhìn em dữ lắm. Em khóc rất là nhiều, mẹ em rối về em luôn mà, mẹ vợ em á. Mà lúc đó là vợ đang ở trong phòng cấp cứu? Dạ vợ thì đang sanh ở trong, em không biết sanh được hay là không. Tới lúc mà bệnh viện là họ nhắn tin cho mình á là Nguyễn Thị Thu Tần đã sanh ra hai bé trai bao nhiêu gram á, rồi sanh lúc mấy giờ, lúc đó em mới nhẹ người. Một tiếng sau bé mới mất. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của em thì như thế nào? Em đã ổn định cả về tinh thần lẫn Dạ em đã ổn định mà đi khám thì bác sĩ nó vẫn có bình thường à. Vẫn khỏe lại rồi hả? Như vậy là khi mà mình biết được rồi thì mình sẽ cẩn thận. Ví dụ như trong trường hợp nếu mà bị đa thai á, tại vì cái tử cung của em nó không chứa nổi. Dạ. Không chứa nổi, nó không có chỗ để cho hai cái thai cùng tồn tại một lúc. Dạ. Thành ra mình phải tính trước những cái này. Dạ. Thôi, nói chung là anh xin chia sẻ với cái nỗi mất mát của hai vợ chồng em ha. Rồi thôi bây giờ cái chuyện buồn, cái chuyện lắng mình cho nó qua đi ha. Bây giờ mình nói đến cái phần nào để cho nó vui, nó xôm tụ hơn. Tại vì ông này ông rất là hài hước. Bây giờ đến cái phần gọi là khui tật xấu nhau. Em được ưu tiên khui tật xấu của anh đó. Tật xấu của chồng em là hay lề mề lắm. Mỗi lần em nhờ cái gì á là chậm chạp mà đợi cái khi em làm xong rồi mới ra không mà kiếm cớ trốn dạ, đúng không? trốn mà đi làm thì xiên dữ lắm, mà ở việc nhà thì nhát lắm mà cái một. em mới nói là sao cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi em mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy. Cái trả lời với em là nhảy sớm chi cho mỏi chân nè. Trời cái cũng trả lời mẹ dữ lắm mà. Rồi cái gì nữa nè? Gì nữa nè? Trước khi tụi em mà chưa làm YouTube á là mê chơi Liên Quân dữ lắm hả? Mà hả, mỗi lần chơi Liên Quân là thua trận là cọc là la là hét lên hả? Hét dữ lắm mà. Còn nhậu nhẹt bê tha được không? Em không có chơi nhây nhậu nhưng mà mỗi lần nhậu là đi lén em không ạ? Trời ơi, một năm em giấu được một lần nè. Em đi nhậu được nói vậy chứ em bao giờ đi được đâu. Em đi là chút xíu là ngồi trước cửa rồi đó. Em biết làm gì trước cửa. Không, vừa mới vô bàn nhậu cái là bả vô tới. Dạ đúng rồi, sao mà nhanh cực kỳ. Cái số em ngộ lắm anh, là em đi nhậu là em chạy ngoài đường hả, làm xong đúng không, em chạy ngoài đường chút xíu là cũng gặp bả. Làm như là đánh mùi em.
Rồi còn cái gì nữa nè Tần? Còn một cái là đói bụng hay cọc lắm mà. Ai đói bụng? Đói nóng tính đúng không? Dạ nóng tính. Nhưng mà ăn uống thì có khó khăn không? Em thì thích nấu ăn dữ lắm, nhưng mà chồng em thì thích ăn hủ tiếu gõ. Không có ăn đồ em nấu. Dạ ăn cửa trưa hả? Ăn một cửa trưa, còn cửa chiều ăn hủ tiếu gõ. Dạ cửa chiều là phái ăn hủ tiếu gõ. Là ông đó bán hay cái bà đó bán hay cái cô đó bán? Hay là do nó mê nhỏ bán hủ tiếu gõ. Cái cô đó bán thì thấy chưa, nó gài dính liền thấy không? Cái cô đó bán cho lãng mạn được không? Lãng mạn được không? Lãng mạn thì từ mà lúc quen tới nay là đúng 8 năm mà chỉ có lãng mạn là một lần duy nhất à. Cách đây vừa đây là sinh nhật em hồi tháng 10 là tự nhiên mua cho em một con gấu bự thiệt bự, là tự động mua, là tự động kêu người ta đem lại tới nhà, là em không biết gì hết á, là tới lúc mà cái anh giao hàng em tới nhà em mới biết. Là 8 năm trời quen nhau là chỉ có một lần nữa thôi. Đó à. Là một cái bà gấu bông một đó. Dạ đúng rồi. Không dạ. Tặng một cái gì khác. Dạ không. Nhưng mà không một cọng bông. Dạ không luôn. Nhưng mà em có thích lãng mạn không Tần? Dạ không, em cũng không thích lãng mạn. Thì thôi đúng rồi, thôi khỏi hỏi. Mà em cũng không cần tới ngày tặng quà hay gì, em cũng hồi đó em không có đòi giữ hỏi được rồi đúng không? Tại vì giữ em tiền. Giữ tiền hay em tặng em cũng phải xuất tiền ra hả? Dễ sợ phải chưa? Phải xuất tiền, chắc chơi tiền chưa? Anh chị thấy vợ chơi chắc chưa? Giờ phải cảm ơn. Vàng gì hồi đó giờ không đòi quà. Thôi, rồi tật xấu của vợ. Tới em đó lại. Vợ em thì hay ngày xưa là em trên cơ vợ em lắm nha. Là ngày xưa em như ca sĩ, em cũng mặc quần tay áo sơ mi, em ra đường em ngựa ngựa em lắm. Và hồi đó trên cơ, em nói cái gì vợ em cũng nghe sắc đẹp hết. Cái từ ngày mà cái tật lòi cái tật xấu ra là em biết luôn là hay em với vợ em mà cãi lộn ở giữa đường á là bà sẽ quát lên. Mà em thì sĩ diện, em thì mới mắc cỡ, sợ bà con đồ nhìn là em im. Rồi kể từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau là dẫn em trên cơ em luôn. Mà kèo trên luôn? Kèo trên luôn. Căm ra ngoài đường nó mới gây lộn đúng không? Đúng, trên xe. Chứ ở trong nhà có bao giờ gây lộn không? Nói này quá hay. Ở trong nhà thì chửi lộn nhẹ nhẹ thôi. Dạ thì cũng vài ba câu thì sai này không làm thì anh này sẽ không làm. Mà ra ra ngoài đường. Ra đường một cái. Bây giờ anh đi nhậu đúng không? Đi đâu? Rồi xong. Rồi. Cục đuôi đi vô luôn. Đi chạy xe một hơi về nhà. Hoặc là không chịu về nhà. Em mà trứng càng trứng là càng không chịu về nhà. Rồi không lẽ hai đứa ở ngoài đường nguyên đêm. Phải năn nỉ bà nữa, không lẽ giờ bỏ mà giữ được. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo có tật xấu gì nữa? Có ghen không? Trời ơi. Trời ơi là tôi biết là ghen dữ lắm rồi. Trùm luôn, vợ em là trùm ghen luôn. Đâu trùm sao đâu, có câu chuyện nào kể nghe không? Bất kỳ ai nhắn tin là đều chửi em. Người không cho ai nhắn em hết trơn á. Nhắn hai quà là em chặn liền. Chặn, đúng rồi, chặn mà em mắc cỡ với người ta không. Chỉ cần giao lưu hai anh em, chỉ cần đứa mặt cười lên cái rồi vô danh sách hạn chế. Bây giờ cái list chặn của em chắc rất là nhiều luôn á, mấy trăm người luôn á. Ai mà rủ đi nhậu em cũng chặn luôn á. Trời, nói chung là qua chương trình này rồi sẽ nhiều người hiểu được cái nỗi khổ của em đúng không? Dạ, khổ. Và lắm. Người ta sẽ bớt giận em là bởi vì cái người chặn không phải là em. Dạ, quý vị khán giả thân mến, sau này thì quý vị thấy vợ em la ngoài đường thì bơ đi để em trên cơ lại có được không? Để lấy lại tốc độ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đi đâu là bà cũng đi theo hết. Dính em như cục 500 vậy đó. Ngay kể cả là sáng này theo em đi xe buýt mà cái chỗ em nắng muốn chết mà không cho em đi là phải ngồi gần em mới chịu, không cho mà ngồi lết qua chỗ kia ngồi nữa. Mà em biết lấy hơi làm gì nữa, mà mấy năm nay chưa đủ hơi hả em? Là đi xe buýt từ dưới Long An lên đây hả? Dạ đúng rồi. Thế sao thiếu hơi em giữ người ta nằm là cái nhủi nhủi vô đây nè, biết kiếm gì trong đây nữa. Cái hương á, nằm là nhủi vô đó. Tối là phải nằm lên dây, là nằm xuống cái là gối tao là đưa vô liền. Nhưng mà em đợi ngủ em cũng hất ra hà. Trời ơi, dễ sợ không? Cách đây 2 tháng là vợ em 71 cân. Là lúc đó nằm em tưởng đâu bao gạo nằm tay em không. Thiệt luôn á, mới vừa giảm cân được. Cách đây mà mấy tháng giảm được 10 kg á. Mới cho mặc áo lại. Này vừa này thấy không là các con không có đồ để mặc luôn. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Đừng chửi em. Đừng chửi em nữa à. Ủa chửi lắm hả lại? Nó nạt mình em à, chứ ra ngoài đường bất kỳ ai là không bao giờ nói chuyện lễ phép, rất là ngoan hiền. Mà sao riêng một mình em là chửi. Rồi giờ tới Tần, em mong muốn ông ấy thay đổi điều gì? Dạ là em chỉ mong muốn là bớt đề mề lại, là em nhờ cái gì làm liền. Tại tánh của em là em thích là làm xong mà muốn làm gì làm, chứ không có mà chần chờ lâu mà.
Ủa, nói nghe nè, rồi tụi em xưng hô ở nhà là xưng hô làm sao? Nếu mà vui vẻ thì... Đúng rồi, em kể vui vẻ thì hai đứa heo ông xã mà nói chuyện heo tròn. Có ngày em kêu nó vậy không à? Là sao kêu sao? Kêu heo tròn ơi, heo tròn. Heo tròn. Uống nước không? Múc cho nè. Vậy đó. Lúc nổi điên lên. Nổi điên lên nè. Đi chỗ khác đi. Vậy đó. Là không nói, không kêu tên, không kêu gì luôn, nói trọng không. Dạ đúng rồi. Hôm nay ví dụ như nếu như anh với mọi người muốn hai đứa có một chút gì đó thể hiện tình cảm với nhau á, thì cái mà mặn nồng nhất đó là thể hiện như thế nào? Em hay ôm vợ em, giờ ôm chứ sao ta? Ôm mẹ heo tròn á. Anh không dạy em cái ha. Trời đất ơi, thấy tương ghê không? Dễ thương quá. Ừ. Xì tin hết sức luôn vậy đó. Thực sự hai đứa, trời ơi, đúng là thanh mai trúc mã 8 năm trời. Dạ. 8 năm trời tụi em đồng hành với nhau. Sau đó thì làm ăn bươn chải ha. Dạ. Rồi trải qua biến cố, đau buồn đó, rồi bây giờ thì là hai đứa chung tay để mà gọi là xây dựng cái tương lai sắp tới, thì cũng biết nói cái gì hơn, chỉ mong tụi em á là sẽ đạt được cái ước muốn của mình, đó là sẽ có một em bé, đúng không, để vui cửa vô nhà. Mụ chúc cho hai em đi. Trời, sẵn sàng. Nhớ một đứa nói thôi chung nha. Là chúc sẵn một sàng đứa thôi ha. Trước khi tạm biệt các em thì anh Thuận chúc cho vợ chồng của Lợi và Tân ha cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn, và đặc biệt là qua năm sau sẽ có tin vui và cuối năm sau sẽ có một em bé xuất hiện trong gia đình hai em.